Vâng, xin chào tất cả bác, và hiện tại thì em đang chuẩn bị đi bàn giao một siêu phẩm cho một quý khách hàng của cơ sở nhà em. Và mẫu này là mẫu hoàng gia mới nhất từ trước đến nay cơ sở nhà em ra, và đây là mẫu cực kỳ tâm huyết. Và bộ sản phẩm hoàng gia này thì có gì đặc biệt hơn tất cả những bộ sản phẩm khác? Thì đây các bác nhìn thấy trên màn hình, đây là bộ hoàng gia hàng cực kỳ cao to cong tứ diện, và đặc biệt là các bác nhìn thấy đây, cái mặt tràn 6 phân của bộ sản phẩm này rất là đẹp. Và đây một anh khách hàng rất là kỹ tính và cực kỳ thích hàng VIP, hàng đẹp, đặt những cái đẹp nhất và tinh tế nhất vào bộ sản phẩm này. Kích thước đoạn là cao là 1m53 phân, và sâu nó rơi vào là 85 phân, và dài là 2m65, và ghế đơn thì dài rộng tận là 1m17, và cao là 1m50, và sâu là 85 phân, và tất cả đều được chọn gỗ chọn vân, chất liệu làm bằng gỗ hương đá. Đầu tiên các bạn đến với cái chương này thì cơ sở nhà em pha tận là 18 phân vén cong. Bình thường là các bác mua trên thị trường những cái sản phẩm này thì người ta chỉ vén cái chương này 10 phân, và người ta làm thẳng căng luôn, thì nhìn cái dáng ghế nó rất là thô. Các bạn nhìn cái chiều cong của chương đây, và đặc biệt nữa đây, các cái bông hồng này, các cái bông hồng và các cái đường thói đấy, các cái đường hoa lá tây này là đặc trưng của hoàng gia. Thì cơ sở nhà em đục rất là sâu, có những chỗ 10 phân mà vén xuống, đục xuống chỉ còn có 2 phân thôi. Đây các bạn nhìn bông hồng này, từ cái hoa lá này thì nó chúm chím rất là đẹp, và đặc biệt là sơn BUM O7 chống xước, và sơn đẹp từ bên trong đến bên ngoài đấy, các bạn để nhìn thấy. Và màu là màu trần nhé các bạn nhé, để đảm bảo phun được màu trần đẹp, cơ sở nhà em đều phải là chọn gỗ, chọn vân, chọn màu rất kỹ từ phần phôi gỗ, từ phần mộc gỗ, và hoàn thiện nên rất là tinh kỹ, với có thể dám phun màu trần như thế này các bạn nhé, nhìn nó rất là đẹp. Cái phần vách lọ ở dưới này thì cũng được làm kết hợp và đục tinh bong giống hệt như phần chương này, và cái vách nọ này cũng được làm sâu tận 8 phân đấy, rất là đẹp đây, đục rất là đẹp luôn. Và phần chương dưới cũng như vậy, đều được làm vén cong hết, vén cong cả chương dưới này, vén cong cả phần vách. Cái vách này bình thường thì mọi người mua trên thị trường thì người ta chỉ pha 3 phân và người ta pha phẳng thôi. Đây cơ sở nhà em làm là 6 phân vén cong các bạn nhé, đấy 6 phân vén cong đục xung quanh. Nếu mà pha dày như này thì nó mới đục lổi hết cái hoa lá tây này lên, các bạn nhìn. Phần vách này cũng được lựa vân để nguyên vân trơn, để nguyên sự đẳng cấp. Và tiếp theo đây các bạn đến cái phần cột. Bình thường cái phần cột như này thì các bác mua cái sản phẩm hoàng gia mà không phải nguyên khối thì các bác thấy cái cột này thì người ta đục rất là đơn giản, và cái phần vách bên cạnh này người ta để vuông thì nó rất là thô. Cơ sở nhà em thì rất là chú ý đến cái chi tiết đẳng cấp của sản phẩm, nên là cơ sở nhà em vén cong hết từ cái cột cong này cho đến phần chương cong và vách cong, nó kết hợp với nhau. Đây các bác để nhìn cái dáng ghế từ phía đằng sau, te thì te đặc nguyên khối, và đặc biệt cái phần đục giả đệm ở phía trước này nhìn nó rất là sang, nó hình dung giống như một cái bộ sản phẩm nguyên khối các bác gặp trên thị trường mà mua đến vài trăm triệu các bác nhé. Và tiếp theo nữa thì cái phần mặt tràn đây là một cái giá trị nhất của cái bộ sản phẩm này, các bạn nhìn thấy đây là dày tận 6 phân vén cong, và đặc biệt là cái dáng ghế nhà em rất là cong dẻo như này, thì cái mặt tràn nó được vén cong theo cái mặt của yếm dạ và cổ chỉ, nhìn nó rất là dẻo và thể hiện cái sự dày dặn chắc chắn, mà nó cũng rất là mềm mại, nó không bị cứng đơ các bạn nhé, đấy rất là dẻo đây. Chân 16 cái yếm này dày tận 8 phân vén cong, rất là dày dặn, tinh bong rất là đẹp này, nét hoàn thiện thì các bạn nhìn một lướt sơn BUM nó thẳng căng luôn. Nếu có tì vết thì các bạn có thể nhìn thấy luôn vết, kể cả vết mũi đốt cũng có thể nhìn thấy nếu mà sơn BUM như này. Phần yếm hồi đây cũng là một cái điều rất là đẳng cấp, thì các bạn không thể bắt gặp đâu ngoài cái bộ sản phẩm này. Dạ, cong yếm cong vén cong cả bên hồi luôn. Đây bình thường những sản phẩm nguyên khối mà vén cong như này cũng đã hiếm rồi, chưa nói đến những sản phẩm hàng không nguyên khối mà cơ sở anh em làm một cái cong như này. Và cái yếm hồi này cũng được làm tận 16 phân, và yếm hậu cũng được làm tận 16 phân, và đục là đục theo đúng cái lối là lối hàng nguyên khối luôn, các bạn nhìn này, rất là đẳng cấp. Hàng rất là đường nét thì rất là đẳng cấp, nhưng giá thành rất là hợp lý. Đây tiếp theo là cái ghế đơn, các bác xem từ đằng sau cho nó chất. Đây đằng sau đục đẹp như đằng trước luôn này. Và vách tựa lưng này, cơ sở nhà em còn cẩn thận chọn cả vân đối luôn cái vách này. Đây cái vách này vân đối pha 6 phân vén cong. Đấy bình thường người ta làm thẳng có 3 phân thôi, đây pha tận 6 phân vén đi. Đấy, rất là tốn gỗ tốn công, nhưng mà để vào được bộ sản phẩm đẹp thì phải chấp nhận là phải bỏ rất nhiều gỗ nhiều công ra các bác nhé. Đằng sau cũng đục giả quai túi rất là đẹp như này. Đây vén cong dạ cong, chân tiền là 16, chân hậu là 14 phân. Đây mặt tràn là 6 phân, đây vén cong đây. Cái dáng ghế rất là đẹp. Đây em ngồi đây cho các bác xem cái độ rộng của ghế này. Đây cái ghế này thoải mái có thể hai người ngồi các bác nhé. Thoải mái có thể hai người lớn ngồi, thoải mái bộ sản phẩm này. Rất là đẹp luôn. Và cái bàn thì cũng được vén 4 cong tứ diện luôn đây. Cái bàn này thì có hai ngăn kéo hai bên. Và cái mặt này mặt tràn nguyên khối đấy các bác nhìn. Đấy để lựa được một cái mặt tràn nguyên khối như này. Và đặc biệt nhé các bác nhá, để nói mặt tràn thì em nhớ là đây bộ sản phẩm này cơ sở anh em làm không chấp hậu. Bình thường là người ta sẽ chấp cái phần hậu này tầm độ 5 đến 7 phân, thì cái gỗ để làm ra cái mặt tràn này nó rất là nhỏ. Đây cơ sở anh em làm liền luôn. Đấy chọn gỗ làm liền luôn, đẳng cấp luôn.
Thì các bạn nào mà mong muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình. Tất cả đều rất là đẹp và đẳng cấp. Chân là chân vàng 16 hết nhá, bén cong làm khuôn non hết này. Làm khuôn non hết, bình thường người ta làm cái khuôn non này, làm cái ván cổ ngăn kéo này người ta làm kịch xuống dưới cái phần cổ chỉ này. Đấy, nó rất là chán. Nên là đây là cơ sở nhà em làm khuôn non luôn, bén cong luôn cả bốn mặt luôn. Rất là dẻo. Ở đây là vì khách hàng nhà em đặt cái đôn kẹp và cái đôn đầu bàn. Đây cái đôn đầu bàn này, đây là cái bàn kẹp là đúng hơn cho em. Cái bàn kẹp này cũng được bén cong tứ diện và đặt trên đầu bàn này. Và cái đôn này là đôn kẹp và bộ sản phẩm này thì khách hàng không lấy đôn ngồi các bác nhá. Đấy, các bác nào mà muốn sở hữu những sản phẩm đẹp hoặc là những sản phẩm đẳng cấp và mong muốn cơ sở nhà em làm ra những mẫu sản phẩm đẹp hơn nữa, đẳng cấp hơn nữa, độc quyền thì các bác hãy liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình. Càng khó này, càng lạ, càng mới thì cơ sở nhà em càng thích. Những cái sản phẩm càng khó càng đẹp thì đó là những sản phẩm muôn thuở và là sản phẩm để đời. Các bác nào hãy liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình để cơ sở nhà em có thể tư vấn và thiết kế cho các bác một bộ sản phẩm đẹp và khác biệt so với cả các thị trường. Và bây giờ thì các bác cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh và nhớ cho em xin cái cảm nhận của các bác về bộ sản phẩm này ở dưới video này. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp các bác ở video lần sau. Xin chào.